Ăn cơm út rồi xảy Tôi luôn. còn nhỏ xíu cái giật. Trời, mấy giật đã sao gãy được vậy? Ta nói mà. Gớm xíu mà giật gãy một câu. Trời thế. Sao vậy, nó có ăn không ai giật dính mép vậy đó. Nằm quá. Ù mẹ cái gô bự. Ghê thiệt. Cỡ 200 gram ạ. Úi, dính nữa. Thôi đủ ăn rồi. Đủ như mẹ. Đủ ăn rồi. Ồ, quá ít vậy. Hàm quá. Hai con. Hai con đủ ăn. Ồ, hai cái gô chà bá luôn.